máy ra. Rồi sao mà cứu nổi cái máy này, chạy bông mạch hết ráo rồi, rồi làm sao anh em? À, về chết rồi anh em coi nè, này là số tên cái người bán bo nha. Trời ơi, hàng anh em này coi nè. Vậy xong rồi. Còn cây này mặn dữ. 20 phép nha. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 22 phép. Rồi cái biến áp vậy nè. Đó, xèo xèo rồi. À, bẻ chân, bẻ đồ đâu. Đó, anh em thấy nè. Dây là dây sơ cấp. Dây sơ cấp thì bằng cái chân nhỏ xíu à. Đó. Rồi. Chào mọi người nha. Chào tất cả anh em đồng nghiệp thân mến. Rồi hôm nay mình quay cái clip này cho anh em xem ha. Thì cái máy này lúc trước mình có độ rồi nè, đánh ở cầu Xuân Quy, thị xã Gò Công nha. Này máy này của chủ ở ngoài thị xã Gò Công, này là vườn của anh Trần Nhân Thận nè, của anh Thận ở ngoài Xuân Quy A. Thì máy này mình đã nó bị nổ phét nha, máy này mình độ lại là mình thay 10 con phét lớn nha. À, anh em tại lý do là máy này nó lý do sao mà nó nổ hết 10 phép lớn, tại vì máy này là lái thẳng nha anh em, lái không có biến áp, lái cánh ly đó. Tại vì là lý do là lái biến áp, lái cánh ly là cái phần mạch này nó bị nhiễu rồi, không có lái được, nên mình lái thẳng, lái phép rất mát. Nói chung là máy đánh rất là ok, mình làm lại quấn biến áp luôn, nhưng điều cái mặt này thì nó bị nát quá, nát rồi, cái người thợ trước dọc nát quá rồi đó. Đợt này mình thay phép cho chú rồi, đợt này nữa là xong. Đây, mình thay phép lớn rồi ha. Rồi, phép mới đàng hoàng nha anh em. Phép mới luôn nha, không phải phép cũ đâu. Rồi, mình thay rồi, máy đã chạy rồi. Rồi mình là liền cái này ông bên nha, ông chú gửi tới 2 cây nha. Mình thì cái máy này ông chú cũng mua cũng một chỗ nha. Thì không biết ông mua mắc rẻ gì, không biết được mà những điều. Đây. Đây nha, bo này thì bo của ông anh bán, mà những điều là thợ khác làm nha. Đó, ông anh thì nhìn anh em đã biết rồi. Đó, bo mạch này anh bán mà làm mình biến áp nè, gắn có một bên nha, là cũng là cái người chủ, cái người bán cho chủ máy đó cũng là một thợ đó. Đó thì mình nói là không biết mua mắc rẻ gì thì mình không biết, gì nhỏ lòng bằng gì thì mình làm lại thôi. Máy là đánh bị sai, sai áp, sai nguồn nước nha anh em. Đây nè anh em thấy nè. Đó. À, chảy chạy luôn à. Máy là bị, có thể là bị sai nguồn nước nha anh em. Đó. Thì anh em thấy nè, cái máy mắc tiền với giờ cái máy rẻ tiền, là cái máy đánh được, giờ cái máy không đánh được đó. Đó, cái hậu quả của anh em bây giờ là mình phải độ lại cho ông chú nè. Đó, quạt gắn như thế này đây. Đây mình sẽ mở phần bên dưới cho anh em xem nè, anh em thấy là mạch nè, nó nám không nè, thấy không? Nè, phần dưới là nám đen hết đó nè. Dây mà nó chảy luôn á. Đường là đường dây mát nha. Nói chung là cái máy, cái bo này là của cái ông anh bán. Đó, anh em nhìn, anh em thợ nhìn là biết bo ai bán rồi. Mình dặn ra không được luôn. Thợ này chuyên dùng keo á. Rồi mình mở không được luôn. Keo như thế này là làm sao mà mở được. Ở cái bo này lúc trước là làm 3 tụ 4 tụ rồi không à. Anh em không cần tụ nhiều đâu, tụ nhiều cũng tùy theo máy LC mà làm chi tụ nhiều, đâu phải tụ nhiều là đánh mạnh đâu anh em.
này mình sẽ mở ra cho anh em xem ha. Máy này là mình đã có nói với ông chú rồi, ông chú kêu đồ lại nha, chứ máy ông nói đánh nóng dữ lắm, nó đánh nóng máy mà hao bình. Anh em thấy là đổ keo gì. Cái máy trước, cái máy 10 phép lớn đó hồi nãy cũng vậy, máy trước đủ độ gắn 4 tụ, gắn 4 tụ rồi cũng đổ keo như vậy luôn. Đây là cái phần nguồn nha, đây là bom cách ly dính luôn nè anh em. Đó à, anh em mà thấy phép hàng như thế này nè, à, anh em mà thấy à, phép hàng như thế này thì rồi làm sao. Đó kiếm không, đó, để anh em nói máy mình bán giá đắt nha, nói cho anh em biết. À, tụ gắn nè, con cao con thấp nè, anh em thấy không nè. Gắn kiểu gì nè, đó là để anh em nói mình bán máy giá đắt. Đó, tiền nào của nấy thôi, thì anh em là thích mua cũng thích thôi nè. Cái phần mặt này giờ nó bị bong lên rồi nè, giờ không biết làm sao luôn nè, mặt cháy bong hết đó rồi. Giờ xử lý như sao giờ? Đó vậy thôi, mình cân nhắc cho mấy anh em thấy vậy đó. Rồi mình sẽ test cái máy này trước nha, máy này nó không bị gì thì mình đã có làm rồi, mình thay ấy nha, cái máy này mình làm lại và chạy đánh ok. Đợt này mà trái phép nữa là coi như dục nha, cái mạch này nó quá nát luôn rồi. Đó, anh em mà thấy mình câu bo dao động dán cầm mé đây là anh em đã hiểu rồi đó. Đó, còn mình không có phốt người thợ, người ta kinh nghiệm tới đâu người ta làm tới đó thôi, mình không có chê người thợ làm dở, mà những điều mình nói với anh em á, tiền nào của nấy thôi. Đây ha, mình test máy nha, máy nào nói là đánh ok thôi, thì chủ yếu là kêu làm lại cho chạy thôi. Rồi mình để mức maximum luôn. Mình đã độ rồi thì cái cây này thì đánh lần này nữa là xong luôn rồi đó. Với ông chú đi làm máy đi cho kỹ một tí xíu, ông chú đi bảo quản máy không được kỹ lắm nên máy nó dễ bị hư nha. Mình nhắc với anh em máy mình đi mình bảo quản nha, lâu lâu mình mở máy ra nè, mình mở ra không được thì mình để vậy nè, mà mình đem ra tiệm sửa xe gì á mình sạch hơi, sạch vệ sinh bụi bặm ra trong đây đó. Rồi vậy thôi, thì anh em nào cần độ máy đặt máy gì đó
máy lớn máy nhỏ, rồi từ ngọt đến mặn, máy thả cáp đó, máy một giờ chiên một giờ đánh bộ thả cáp gì đó, thì liên hệ mình sẽ tư vấn anh em nha. Rồi em chào tạm biệt mọi người nha.